Em vô đây ông thầy Anh để cái giống gì trong ba lô Mà nặng chình chịch vậy Tôi vừa nâng ba lô lên vai vừa hỏi hùng Không cười Nhăn cái răng cửa súng ra <laughs> Em gửi qua cái ba lô Của ông thầy cho chắc ăn Tụi nó chùm chĩa dữ lắm Bây nhiều đó chứ để tụi nó thấy Chỉ trong một ngày là sạch sành xanh Em làm à để dành cho thầy trò mình trong những ngày tới. Tôi mở một túi ni lông lớn được bao bọc bằng nhiều lớp và rất lạ lùng ngạc nhiên, phải hơn 3 kg tép trăm mặn với tỏi, hành phi thông phức. Vừa thắc mắc vừa nghi ngờ tôi hỏi Hùng, có phải anh xin à, ở dạng đáy hôm qua không? Nhiều quá, sao không chia cho anh em góp tiền trả cho chú Tư? Hùng cúp lời tôi phân trần. Ê, hôm qua chú Tư cho em một thùng à, trên 20 kg, vì em đã giúp chú à, sáng điểm. Em chỉ lấy có bao nhiêu, còn thì đưa hết cho Trung Sĩ Hiển để chia cho anh em Ông thầy biết không, họ đem luộc hết và nhậu chỉ trong có một buổi sạch sẽ Còn cái này dành cho ông thầy, họ không có được xí phận Ông thầy chưa quen ăn cháo gạo lứt như tụi em đâu Tôi xúc động và buồn cười khi nghe Hùng nhắc đến ba chữ cháo gạo lứt Mấy ngày nay đại độ tôi được đưa lên án ngữ phía bắc thị xã khu vực đồng không mong quạnh Tình hình chung của Bạc Liêu sau trận Cà Trà Kha, tuy yên tĩnh nhưng giống như nhiều đô thị khác địch có thể phát động cuộc tấn công tái xâm nhập bất cứ lúc nào, mọi đơn vị đều đặt trong tình trạng sẵn sàng. Những vũng nước còn ướt và động trên nhiều miệng hố chứng tỏ địch vừa xuất khỏi chỗ này không lâu, 10-15 phút là cùng. Hổ mới đào, nhiều và trải dài theo bờ vườn, chứng tỏ lực lượng địch khá đông tôi gọi hiển và ba ông tiểu đội trưởng đến chỉ hầm hố dấu chân dặn dò các anh cẩn thận lưu ý đề phòng tôi quả quyết nếu không phải đại đội mình thì đại đội hai xếp cùng chạm địch sáng nay chúng tôi được lệnh sắp toán nhảy trực thăng vận một cách bất ngờ sau khi từ điểm phục kích đêm về chúng tôi được bốc lúc chín giờ ba mươi sáng và bãi đáp không xa chỉ cách thị xã bạc liêu chừng hai mươi phút bay từ bãi đắp này chúng tôi di chuyển và lục soát theo những bờ vườn, vườn tược vùng Bạc Liêu không sầm uất và mênh mông như Cần Thơ. Nên chúng tôi di chuyển khá nhanh. Chưa tới 11 giờ sáng, chúng tôi đã băng qua hai cánh đồng và đến điểm đứng này. Sau khi khám phá ra những hầm hố bỏ trống, nhưng nước trong hầm còn đục, vết chân súng nước, trên miệng hầm chưa khô, tôi báo về đại đội với đầy đủ nhận xét của mình. Những nhận xét mà tôi đã truyền đạt cho các cán bộ trong trung đội của tôi vừa qua, Bây giờ chúng tôi đã ra khỏi bờ sông, trước mặt chúng tôi là khoảng ruộng đã gạt, đất trống phơi gốc rạ. Qua khỏi ruộng là bờ vườn, vườn thưa với nhiều nhà cửa lác đác. Mục tiêu không quan sát được rõ vì khói mịt mù, lúc đầu cứ tưởng là khói đốt đồng của nông dân sau vụ gạt. Nhưng khi nhìn kỹ lại tôi mới biết đó là khói xuất phát từ hai cây rơm lớn bị đốt. Hai cây rơm này nằm sau vườn và sát mé ruộng chúng tôi lại đứng ngược hướng gió, nghĩa là gió từ vườn thổi ra nên ai nấy đều lãnh đủ làn khói dày đặc này. Mục tiêu do đó lờ mờ lúc ẩn lúc hiện sau làn khói như những ảo ảnh mơ hồ mà đạo diễn thường tạo ra trong các phim kinh dị. Chúng tôi được lệnh tiến vào mục tiêu này trong tình trạng di chuyển bình thường, nghĩa là không phải dừng lại chờ pháo binh hay trực thăng võ trang cày trước, thậm chí cũng không được một lời cảnh cáo nào từ đại đội ngoài khẩu lệnh của đại đội trưởng, trung đội hai bên trái, trung đội ba bên phải. Ngoài những ngôi mã, hàm cá ông nhấp nhô đầy đó trên thửa ruộng ra, còn thì địa thế rất trống trải và bằng phẳng. Một hoài nghi lớn về hai cây rôm đang phun khói khiến tôi có linh cảm như đang đi gần vào miệng núi lửa. Tôi lại nhắc anh em phải giữ khoảng cách hàng ngang thật thưa, tiến chậm. Qua được khoảng ruộng trên 100 mét, chỉ còn vài mươi mét nữa, thì toán tiền sát của trung đội tôi sẽ chạm mí vườn. Bất ngờ trước mặt chúng tôi, dài theo bờ vườn, nhiều cái đầu nhô lên khỏi mặt ruộng. Cùng lúc hàng loạt tiếng nổ, hàng đàn hàng đàn đạn địch bay tứ tung, địch khai hỏa với tất cả mọi loại vũ khí, đường đạn đi sát đất, cày xới đất, các cỏ bay tung tóe. Chúng tôi không một ai nằm xuống, vì nằm là bể gáo ngay như đã kể quanh điểm đứng của chúng tôi ruộng trống trơn không có bất cứ địa thế nào thuận lợi để có thể chịu được ngoài những mô mã hàm cá ông phía sau lưng mà chúng tôi thì vừa vượt qua chúng tôi mạnh ai nấy nhảy trở lại mấy cái mô mã đó cả đại đội bố trí trong chỉ có khoảng sáu bảy cái mã có điều những cái mã này khá rộng và cao cái này cách cái kia cả chục mét ở vị trí mới này chúng tôi nhìn vào mé vườn với khoảng chừng hơn trăm mét toán tiền xác của chúng tôi may mắn có được một cái mã duy nhất để núp lại như vậy các anh chỉ cách hàng hố việt cộng chừng ba mươi mét mà thôi kiểm điểm tổng thất như là một phép màu trung đội tôi không có thương vong nào cả trung đội hai toán tiền xác đã lên quá cao nhưng khi địch nổ súng toán tiền xác đều bị hạ sát thi thể một người trong toán trung sĩ lợi chỉ cách cái hố gần nhất của việt cộng chưa tới 3 mét chúng tôi bị kèm chân tại đây lui thì không nhưng tiếng cũng không đầu tiên pháo binh sư đoàn được điều chỉnh cho rót vào mục tiêu đây là lần thứ hai sau lần ở trận trà kha tôi chứng kiến sự phối hợp tuyệt vời giữa tiền sát viên tiểu đoàn và chuyên viên tác xã ở khẩu đội địch bà ta quá gần chỉ cần một ly sai sót trong đo đạc đạn sẽ rứt ngay quân bạn thay vì quân địch nhưng một điều đau lòng cũng đã xảy ra khi một quả pháo rơi trúng xác lợi làm thân hình anh đứt thành hai mảnh. Mỗi lần nghe tiếng rít của một quả pháo sắp chạm nổ, chúng tôi phải lật úp mặt xuống đất, lấy mũ sắt che trên đầu để tránh đất cát trời phủ mắt, phủ mại. Sau đợt pháo tiểu đoàn cho xung phong thử, nhưng hỏa lực địch mạnh quá, không thể nướng quân một cách biển người như vị cổng. Vậy mà trớ triêu, chúng còn xung phong ngược về phía chúng tôi khi chúng tôi vừa ngân tác xạ tiếp liền theo hàng loạt tiếng la xung phong xung phong vang rền và kéo dài nhìn vào mục tiêu việc cộng đứng dậy khỏi hố thành một hàng dài hàng mấy trăm mét chúng tác xạ dữ dội về phía chúng tôi chúng tôi từ những mô mã cũng trả miếng quyết liệt phải sau 10 phút không chịu nổi hỏa lực của chúng tôi chúng mới chịu trở lui trở lại xuống hố việc xung phong qua xung phong lại như vậy tái diễn nhiều lần đến xế chiều mỗi lần đối phó với những đợt xung phong của địch chúng tôi bị vơi đi một số đạn dược mà chưa hề được thay thế dĩ nhiên là chúng tôi được sự hiểm trợ của võ trang và khu trục cobra phóng rocket chỉ phóng dài theo mái vườn không thể phóng chính xác vào miệng hầm của địch được ngụy trang bằng rơm khô rất tiệp màu với ruộng vừa gặt. còn khu trục cơ giỏi bom thì quả là một kỳ công vì khoảng cách giữa ta và địch quá gần khu trục không thể bay cao và phải bay thật thấp để thả bom. Bay cao, bom sẽ bị sức gió và lực hút của phi cơ làm lệch đường rơi. Thay vì rơi vào mục tiêu của địch, bom sẽ rớt trúng lưng pheo mình. Bay thấp sát ngọn cây, bom sẽ rơi chính xác. Nhưng có điều nguy hiểm là tốc độ rơi cực nhanh. Bom vừa ra khỏi phi cơ là chạm đất phát nổ ngay. Miễn bom có thể phan trở lên trúng mình phi cơ mẹ. Do đó, để hóa giải nguy hiểm trên, một cây dù nhỏ có bốn cánh sau đuôi mỗi trái bom đã được bung ra để hãm bớt đà rơi khi bom vừa rời khỏi bụng phi cơ chúng tôi nhìn và đếm được mấy cái sàn qua sàn lại lắc qua lắc lại cố bom trước khi một tiếng nổ lông trời với đất cát tung té khắp đầu mình cobra khu trục pháo binh nói chung đánh ngay đánh trúng mục tiêu nhưng không diệt được địch bộ binh bao giờ cũng là đơn vị phải thanh toán dọn dẹp chiến trường cuối cùng tiểu đoàn đã phải sử dụng đại đội 3 trừ bị để đánh vào cạnh sườn trái tuyến bố trí của địch. Đây quả là cách hay nhất để móc từng hố chúng lên mà thiệt hại của ta được giới hạn ở mức tối thiểu. Trong cách đánh này, lựu đạn ném tay được sử dụng tung vào từng hố địch. Đại đội 3 đã tiến sát được tới bờ sông và chờ trực thăng võ trang yểm trợ để móc hố. Tuy không thấy được nhưng chúng tôi biết rất rõ vị trí của đơn vị bạn đang ở tận cùng bên trái của mục tiêu và họ cũng không xa cách hàng hố của việc Cộng là bao. Chúng tôi đang quan sát và theo dõi hai chiếc Cobra đang trở tới yểm trợ cho bạn thì hỡi ơi. Trên tần số nội bộ, ông đại đội trưởng đội đội 3 kêu lên. Ê, Cobra đã thấy một quả rocket trúng ngay đội hình của một trung đội đang bố trí. Không hiểu quan sát và liên lạc thế nào mà hai chiếc vỏ trang do phi hành đoàn Mỹ lái đã nhìn quân ta thành ra quân địch và một trái kết đã được phóng ngay từ bờ một cái giếng cạn nơi trung đội 3 của đại đội 3 đang bố trí. 14 quân nhân của trung đội này vừa chết vừa bị thương. Trong số những chiến sĩ hy sinh tại chỗ vì quân bạn có cả sĩ quan trung đội trưởng kim đại đội phó đại đội 3 chuẩn úy Đinh Đình Chiến, người bạn mới rất thân thiết của tôi. Chúng tôi sụn rời. Từ Tết tới giờ địch chưa lần nào gây cho chúng tôi được sự thiệt hại to lớn như vậy chỉ trong một trận pháo tôi liên tưởng tới chiếc nón sắt của chiến chiếc nón mà anh gọi đùa là kim bài miễn tử anh còn nhấn mạnh ít nhất miễn với đạn trực thăng thì hôm nay tỏ ra thật mỉa mai cay đắng vô tình nó nói gỡ hay bị ám ảnh từ sau trận xài cả nã tại sao cái hố của anh lại không thoát khỏi tay của quân bạn Tình trạng này phải giải quyết ra sao và trách nhiệm thuộc về ai? Đây không phải là lần đầu lầm lẫn đầu tiên, chỉ tính từ hôm Tết tới giờ. Với chỉ quy quân sự các cấp Mỹ Việt kinh thường và thờ ơ với sinh mạng của thuộc cấp mình như vậy hay sao? Trong khi đối đầu với địch quân, chúng tôi cũng phải đối đầu cả với lực lượng bản nữa hay sao? Người chiến sĩ hy sinh như vậy có đớn đau, tức tối và oan uổng hay không? Đình đình chiến, tôi không có cách nào đến chào anh lần cuối được rồi hôm tết đang đi lục soát vậy mà anh còn chạy đến thăm tôi còn dặn dò tôi rằng hề hey, lúc nào nghĩ được cứ nghĩ bây giờ anh lại nghĩ một cách vô lý nghĩ lúc đang làm nhiệm vụ dù muốn nhìn anh trong giờ phút cuối cùng này tôi cũng không có cách nào tại sao tôi chỉ mới vừa có được mấy người bạn thì họ lại bỏ ra đi Tôi biết anh chắc chắn sẽ được về nước Chúa, anh vui vẻ thích pha trò như vậy, gần Chúa, Chúa cũng vui mà. Đó là những gì tôi có thể nói được với anh trong giờ phút này. Đại đội 3 phải ngân tấn công để tản thương và tái phối trí lại. Việc cộng hình như đón được mối nguy, chúng mở trận tấn công xung phong dữ dội. Nhưng cũng như đợt trước, chúng tôi lại đẩy chúng trở vào hố. Có điều, nếu chúng xung phong nữa, đạn dược của chúng tôi sẽ dần dà cạn kiệt, đặc biệt trong đợt tấn công lần này, chuẩn quý thu ở mô mã kế tôi đã bị trung đạn gãy cánh tay trái. Hai sĩ quan đội đội phó đã bị loại khỏi vòng chiến một chết một bị thương, ta lại chưa chiếm được cái hố lớn hố nhỏ nào. Sau đợt xạ kích của võ trang Cobra đến đợt oanh kích của khu trục Skyrider, sức phản chiến của Việt, Việt Cộng vẫn còn rất mạnh. Như tôi đã thấy, địch không bố trí trong vườn lực lượng chúng đào hầm hố ngoài ruộng cách mấy vườn khoảng 10 mét rồi ủ xôm lên nắp ngụy trang chỉ có bộ binh đến nơi mới khám phá ra trực thăng hay khu trục không sao biết được chính xác đây là loại chuyến thực động thổ của việt cộng xin mở hoạt chuyến thực này việt cộng áp dụng rất thành công ở vùng đồng bằng thời chiến tranh với pháp nhờ yếu tố bất ngờ và đánh lừa được đám lính thực dân nhưng rất khó ăn với quân lực việt nam cộng hòa nhất là các đơn vị chủ lực miền tây các đơn vị dày dặn kinh nghiệm và trưởng thành từ vùng đồng ruộng lầy lội này xin đóng hoạt. lại hoài không thấy hùng đâu tôi dây qua hỏi an an cũng không rõ nãy giờ hùng hay phóng qua phóng lại giữa mấy mô mã mỗi khi địch ngân tác xạ mỗi lần đi đâu hùng giao máy cho an hắn coi an như là phó cho hắn tôi thấy không có gì xáo trộn khi sử dụng máy nên không can thiệp đang nói chuyện với an bỗng có tiếng gọi ê ông thầy tôi quay nhìn qua lỗ phát ra tiếng gọi Hùng đang ở mô mã cao nhất chỗ toán tiền sát Thì ra Hùng đã bò vòng sang bên trái Để từ đó lèo lách từ từ Bước đến điểm gần mục tiêu nhất này Hắn còn lại nổi cơn Dụ dụ ông thầy nữa rồi đây Một tay ngoắt một tay Tôi che miệng gọi nhỏ nhỏ Ê Hùng cẩn thận tụi nó gần lắm đó Quỳ hai chân ở một phía của mô mã Với khẩu cạc pin của ăn trên tay Hùng nhằn cái răng súng cười với tôi <laughs> nó làm gì được em <laughs> em vô đây ông thầy nói xong hùng rút hết một băng trái me về phía địch bấm cái băng hết đạn cho văn ra rồi lấy một băng đầy đạn lắp vào súng bàn tay hùng vừa đóng băng đạn thì nghe cái cách một loạt súng nổ chắc chúa và hùng té ngay ngang vào lòng mấy người bản tiền sát tôi phóng như bay tới chỗ hùng trung đội tác xạ tới tấp yểm trợ cho tôi anh em toán tiền sát và tôi tận lực đưa được hùng về tới đại đội nhưng đã quá muộn mũi thuốc chết cho hùng chưa kịp rút ra thì anh đã trút hơi thở hai lỗ đạn ak chui vào lồng ngực đã chấm dứt cuộc đời của một đứa em trẻ trung tươi vui trào lỏng của một chiến hữu siêng năng gan dạ dù mới gặp nhau chưa bao lâu nhưng thật khó thể nào quên Kể từ hôm nay, dù nắng trưa có đổ lửa, dù địch có kèm chân trung đội bao lâu ngoài ruộng thì cũng không còn ai hô hoáng bên tay tôi, dẫu vô ông thầy, nữa mặt tôi nóng rang, tay tôi lung bùng, mắt tôi đổ lửa. Tôi nhìn cái hố nơi mà tay súng Việt Cộng vừa nhả loạt AK để kết liễu đời Hùng, một đứa em gần gũi của tôi nhất. Lát nữa, tao sẽ không bỏ qua cái hố của tụi mày. 5 giờ chiều sau khi đại đội 3 thanh toán được một số hầm hố, chúng tôi đồng loạt xung phong vào mục tiêu. Đại đội 3 đánh cho chuẩn quý chiến và 13 anh em khác đại đội 1 đánh cho chuẩn quý thu. Thượng sĩ Lợi, Binh Nhất Hùng, Chúng tôi thanh toán địch trong hố bằng lựu đạn, tốt nào tóc hố chạy lên thì bị hạ bằng M79. Có nhiều hố địch vẫn còn sống, dương đôi mắt bất thần nhìn chúng tôi, nhưng tất cả định mệnh đã an bài. Mục tiêu được thanh toán khá nhanh vì vị trí địch chúng tôi đã quan sát được từ lúc còn ngoài ruộng. Trung đội tôi tịch thu gần một chục khẩu súng bữa nay, có điều. AK-47 không nhiều như hôm Tết, chỉ có một nửa, phần còn lại là CKC có cả súng trường và các pin một điều ngẫu nhiên và đang lúc tôi vừa với bên hông một căn nhà thì thiếu tá thanh cũng vừa vặn vô tới thấy tôi ông dừng lại vỗ vai ê hôm nay tôi giác được mấy khẩu ak xin mở ngoạc sở dĩ ông hỏi câu này vì hôm tết một lần gặp tôi tại rạch bần cần thơ thấy vai tôi mỗi vai mang một khẩu ak chiến lợi phẩm tay thì cầm khẩu các cơ hữu vị trí thứ ba khẩu súng ông bảo ê sao không đưa cho đệ tử nó giác to khoái mang lắm hay sao tôi đã không biết phải thi hành lệnh của ông ra như thế nào nữa. Chả lẽ ông quên rằng trung độ tôi chỉ còn vỏn vẹn có hơn 10 người mà vũ khí tịch thu được trong hai ngày đã hơn 20. Nếu không chia nhau vác thì chỉ còn cách ngồi một chỗ để giữ mà thôi. Xin đóng ngoạc. Tôi chỉ cười trừ khi nghe thiếu tá Thanh hỏi, nhưng đôi mắt tôi lại đang chăm chăm vào căn nhà phía bên trái căn nhà này tôi đã để ý từ nãy giờ tại sao tấm vách lại bị phá một lỗ rất lớn do người chứ không phải do bom đạn chừng nào chưa có câu giải đáp cho sự nghi ngờ thì tôi chưa lơ là cảnh giác vừa ngay lúc ấy tôi thấy rõ ràng một nòng súng trung liên đang rê qua rê lại theo hướng chúng tôi tôi nắm tay thiếu tá thành kéo lật mạnh về phía trước và quay ra sau la to ê tình khẩu trung liên dưới sàn bộ dáng Trung sĩ tình đi sau lưng tôi nãy giờ Anh ta hạ nòng em bảy xuống hạ sàn bộ ván ngựa Theo hướng tay tôi chỉ và lái cò Một tiếng ầm thật lớn Theo sau là hàng chục loạt đạn của anh em quân báo Đi cạnh thiếu tá thanh bày lọt vào hầm Hai tên Việt Cộng một khẩu thượng liên Chứ không phải trung liên trong hầm Khẩu súng vẫn còn đạn Nhưng tại sao chúng đã không bắn Lúc thiếu tá và chúng tôi đứng chồng nhom trước khẩu súng khá lâu câu hỏi này vĩnh viễn không có đáp số vì hai nhân vật có đủ thẩm quyền để trả lời là xạ thủ và phụ xạ thủ cây thượng liên thì đã quy tiên cả rồi thiếu ta thành bước vào căn hầm ông nhìn hai xác địch và khẩu thượng liên rồi nhìn tôi y mắt to sáng hơn mắt bác nhiều cả bọn chúng tôi đều cười rộ hơn bảy mươi xác địch được kéo lên khỏi hố sắp một hàng dài ngoài ruộng cho phóng viên thu hình đó là trận cầu sập trận mà tôi bị mất một người bạn và một đứa em, những người đầu tiên tôi được làm quen trong đời quân ngũ. Vừa tắm rửa xong, Trung Quý Đỗ Văn Phát, đại đội trưởng gọi tôi thông báo tiểu đoàn chuyển lời mời của thiếu tá Lâm Chánh Ngôn, tỉnh trưởng Bạc Liêu mời các sĩ quan đến dinh tỉnh trưởng dự bữa cơm tối mừng chiến thắng. Tôi cảm ơn ông đại đội trưởng và xin vắng mặt tôi tập hợp trung đội và cho biết chiều nay chúng ta ăn cơm chung bốn cái poncho được trải kế tiếp nhau ngoài sân trống chúng tôi quây quần chung quanh a à, ai có đồ ăn gì thì mang ra chúng ta ăn tết muộn tôi nói với anh em ăn với một chén cơm trắng để cạnh cái máy prc 10 phần của hùng ai nấy buồn thiu ngó đi hướng khác tôi lục ba lô lấy ra một bọc tép sâm mặn bọc tép hôm qua còn nguyên vẹn chia làm hai phần đều nhau để trên bàn ăn hướng về cái chén cơm của hùng tôi mới nói ừ, không có ai chôm chỉ của hùng con tép nào đâu nha tất cả còn nguyên đây tôi chia đều ra hùng ăn với anh em với tôi ăn một lần cho hết chúng ta đừng có để dành để dành cho tôi tôi không dám nhận đâu chúng ta có tép cùng ăn có khẩu cùng chia nhưng không ai chia được cái sinh mạng cho hùng thôi thảnh thơi và bình an trong cõi an bình, hùng nha. Tôi buông đũa, anh em buông đũa, ai nấy nước mắt lưng tròng, không ai nuốt trôi hậu cơm còn tép nào. Sáng sớm hôm sau chúng tôi được lệnh thu xếp hành trang về Sóc Trăng, ai nấy vui mừng vì cả tiểu đoàn đều có dây mơ rễ má chằng chịch nơi đó. Đối với tôi Sóc Trăng cách Phụng Hiệp 30 cây số, cách Cần Thơ 60 cây số, tuy không xa lạ nhưng cũng chẳng có dây mơ rễ má gì nên về đó hay đi đâu cũng tốt ít nhất trong những ngày này tôi muốn xa bạc liêu chỉ trong một tuần lễ về thị xã này tôi đã mất một đứa em tình như ruột thịt mất hai người bạn có nhiều kỷ niệm trong những ngày chân ước chân sáo mới về đơn vị tôi muốn rời xa chỗ này một thời gian để vết thương được có cơ lành da kín miệng vừa xuống trực thăng về tạm trú trong một trường đại tâm chúng tôi chỉ có một buổi chiều để làm thủ tục hoàn trả vũ khí đang sử dụng và lãnh loại vũ khí mới được trang bị lần đầu. Khẩu M16 cũng hôm nay cấp trung đội lần đầu tiên được cấp phát máy truyền tin PRC-25. Sáng sớm hôm sau chúng tôi cũng chỉ có nửa buổi để tiếp nhận tân binh từ trung tâm huấn luyện dù thoa Đây là một đợt bổ sung đầu tiên cho đơn vị chúng tôi từ Tết tới nay cũng trong buổi sáng này một tin vui đã đến với chúng tôi lần đầu tiên sau biến cố mẫu thân tôi nhận được thư nhà cô em út tôi viết má bình yên bà lại vừa có một niềm vui lớn là đã trở thành bà ngoại nghĩa là chỉ năm vừa cho chào đời một bé trai đầu lòng tuy vậy má cũng có nỗi lo vì từ hôm tết tới nay không có tin tức gì về anh nhất là có người đã trông thấy anh bị thương băng kính cả mặt hôm mồng tám tết nhớ tin về sớm để má yên tâm em út tái bút ngọc vân có gửi lời thăm anh thư chưa đọc xong thì lệnh di chuyển đã đến hai giờ chiều phải ra phi trường để lên trực thăng về lại cần thơ hy vọng về trên ấy bằng mọi cách phải tin về nhà không ngờ má đã biết mình bị thương bà sẽ lo mất ăn mất ngủ tôi biết thủ phạm đã kể lại vụ băng mặt băng mài này ngoài ông bạn vĩnh trung sĩ truyền tin ở cạnh nhà gặp tôi hôm tết không còn ai khác còn lại câu tái bút ngọc Vân có lời gửi thăm anh chữ có trong câu này mang ý nghĩa thật hờ hững có cũng như không phải không út từ hôm khám phá ra cái lon mất bị thương tôi muốn viết cho ngọc vân một bức thư cảm ơn nhưng lại thấy kỳ kỳ cô có tình không hay lại cho rằng mình dựng chuyện xạo để có cớ làm quen.